Giờ chúng ta sẽ qua tới cái đề tài thứ hai là siêu vi C. Thì trong này Thồng một câu, cái thực tế lâm sàng tại Việt Nam là tại vì Việt Nam mình là xứ con nhà nghèo, cho nên cái siêu vi C nó có nhiều cái nó không giống được trong guideline thế giới. Thứ nhất là thuốc men mình không có đủ ha. Thì mấy bạn chú ý cái mình điều trị siêu vi C mình nó có cái hạn chế hơn. Mình không có đủ thuốc như những cái guideline mà mấy bạn có dịp được đọc. Rồi như vậy mục tiêu của mình là gì? Là mình phải tự tin chẩn đoán thế nào là một trường hợp viêm gan siêu vi C cấp, thế nào là một trường hợp viêm gan siêu vi C mạn, và chúng ta nắm chắc được cái chỉ định điều trị đặc hiệu siêu vi C mạn. Khi nào chúng ta áp cái chỉ định và áp dụng cái công thức, cái phác đồ điều trị đặc hiệu cho viêm gan siêu vi C mạn, chuyện này hết sức là quan trọng đó. Rồi, và khi đã quyết định rồi thì chúng ta cần phải có những cái đề nghị xét nghiệm như thế nào để chuẩn bị cho bệnh nhân ha. Trước hết là để xác định được cái con siêu vi có dính dáng tới con siêu vi C, rồi sau đó là một loạt những cái xét nghiệm để chuẩn bị sẵn sàng cho bệnh nhân điều trị đó. Và yêu cầu thì các bạn chỉ cần chỉ định đúng hai loại thuốc phổ biến ở Việt Nam mình, và cho một cái bệnh nhân rất là đơn giản, tức là chưa từng thất bại điều trị gì cả, và tức là chưa tới nỗi nặng, hoặc là sơ gan bình thường, hoặc là sơ gan mà sơ gan còn mù nha. Thành ra cái yêu cầu mình cũng rất là nhẹ nhàng, và cái mục tiêu mình cũng điều trị là khi người ta còn vui vẻ khỏe mạnh ha, chứ không có để tới tang thương quá nữa. Rồi, chúng ta chú ý cái định nghĩa nha. Cái siêu vi viêm gan siêu vi C cấp á, thì chúng ta đã quen hay cái gì cấp là nó trong vòng 6 tháng, nhưng mà làm sao nhận ra nó mới là cái quan trọng đó quý vị ơi. Cho nên là nhớ, muốn biết cái một cái trường hợp này là siêu vi C nó mới chui vô, thì chúng ta phải thấy được cái bằng chứng là cái anti HCV nó từ âm nó chuyển qua dương. Và thậm chí có khi bệnh nhân đến với mình vàng da vàng mắt, men gan tăng đùng đùng, rồi lúc đó mình chưa thấy anti HCV luôn, rồi sau đó trong cái quá trình theo dõi thì mình thấy anti HCV nó mới chuyển dương ha. Hoặc là bệnh nhân có một cái bằng chứng rất gần, trước đó người ta đi kiểm tra sức khỏe hay cái gì đó, người ta đưa cho bạn một cái bằng chứng là anti HCV âm, và bây giờ đứng trước bạn đây làm cái kết quả anti HCV dương. Tức là tóm lại chúng ta phải thấy có một cái bằng chứng trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi đây mà anti HCV nó từ âm nó chuyển qua dương nha. Tức là chứng tỏ cái cơ thể này mới bị siêu vi C chui vô là một ý. Ý thứ hai là nó không được tồn tại quá lâu, tức là nó chui vô và nó bị đánh bật ra trong vòng 6 tháng. Tức là chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn là gì? Xác định sự tồn tại của con siêu vi C là RNA-HCV sẽ phát hiện được nó. Hoặc là một cái rẻ tiền hơn là cái kháng nguyên là HCV core antigen. Đó, một trong hai cái này là xác nhận siêu vi C nó tồn tại. Phải xác nhận là tại vì anti này nó chỉ là kháng thể thôi, cho nên là phải xác nhận cái này nó có tồn tại và sau đó nó sẽ biến mất trong vòng 6 tháng nha. Tức là bạn phải có hai yếu tố là cơ thể này mới bị con siêu vi C chui vô, và con này nó chỉ tồn tại không quá 6 tháng trong cái cơ thể này, thì chúng ta mới thỏa được cái đó là trường hợp viêm gan siêu vi C cấp. Còn nếu là mạn thì sao? Thì đúng định nghĩa thì nó là cái chuyện kéo dài trên 6 tháng. Như vậy làm sao nhận ra được cái đám này? Thì thường đối với cái đám nó đã mãn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy có cái anti-HCV dương. Nên trừ khi nào bệnh nhân đã bị suy giảm miễn dịch thì nó mới không có cái này thôi. Thường là chúng ta luôn luôn có cái anti-HCV dương, và chúng ta sẽ có cái bằng chứng là sự tồn tại của cái con siêu vi đó bằng hai xét nghiệm, hoặc là RNA-HCV hoặc là HCV core antigen nó tồn tại kéo dài trên 6 tháng. Thì đó là phương diện cái định nghĩa ha, chúng ta nắm chắc cái định nghĩa này. Nhưng mà trong cái nhận diện ra thì chúng ta thấy cái bài học nó sẽ rất là nó linh động trong cái thực tế, nhưng mà mình phải nắm chắc hiểu được cái định nghĩa này thì mình sẽ hiểu được lý do tại sao mình biện luận cái kết quả. Rồi, chúng ta nhắc lại với nhau một tí về cái chuyện diễn tiến của cái con siêu vi C, thì nó khác với siêu vi B lớn nhỏ vì bị nó chui vô là cũng phiền phức hết á. Đa số là phải đặc trị, tức là nó lê thê, nó kéo dài trên 6 tháng, nó rơi vào cái đám mảng, chỉ khoảng 15 tới 40% là tự xử được thôi. Trong khi chúng ta nhớ lại siêu vi B mà trên một người trưởng thành là trên 95, thậm chí nó là 99% là tự xử được hết. Trong khi siêu vi C, ngay cả một người lớn trưởng thành bị nhiễm thì cái khả năng tự xử nó cũng chỉ, tức là cái này là theo nhiều tài liệu người ta cho cái ranh giới vậy như vậy. Còn thực tế trong thực hành lâm sàng thì phần lớn mấy bạn thấy nó ở khoảng 20% thôi. Cái khoảng đó thôi, còn 80% là nó còn tồn tại kéo dài nha. Để cho mình dễ nhớ những cái con số lẻ này quá khó nhớ, thì các bạn nhớ cái khoảng 80% ở xứ mình thường mình hay thấy như vậy, là 80% là nó diễn tiến mãn tính, 20% là tự xử được. Và đương nhiên nó diễn tiến mãn tính lê thê như vậy qua nhiều năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó, thì nó sẽ dẫn tới những cái kết cục đáng buồn ha, như là xơ gan và ung thư gan. Đây.
nhận định cái bệnh này nếu nó có biểu hiện lâm sàng thì nó cũng giống như siêu vi B và giống như những cái viêm gan siêu vi khác, tức là nó cứ một có, mấy bạn cứ nhớ cái đám viêm gan siêu vi nó là một có ba không, tức là nếu đặc trưng thì nó sẽ có vàng vàng da anin, tức là cái mắt phải vàng, phải nhìn vô cái mắt để phân biệt với tăng beta carotene hay, chuyện này hết sức quan trọng, lúc nào cũng phải nhìn vô cái mắt nha mấy bạn. Rồi kế nữa là gì, chúng ta nhớ cái ba không, là khi đã vàng da vàng mắt rồi thì không có sốt. Đôi khi một số bệnh nhân người ta trong viêm gan siêu vi đôi khi nó có thể có sốt ở cái giai đoạn sớm, nhưng mà khi vàng da vàng mắt rồi thì nó hết sốt nha. Cho nên là ở đây có vàng da vàng mắt thì thường là nó không có sốt nữa, nhớ này. Và có sốt giai đoạn đầu thường cũng không có sốt cao đâu, và không có những cái cơn đau quằn quại để mình có thể ít nghĩ tới những cái nhóm tắc mật cơ học nha. Không sốt để chúng ta mạnh dạn loại trừ những cái nhóm gì nhiễm trùng đường mật, nhiễm trùng huyết nặng, lepto hay sốt rét luôn luôn, mấy bạn phải thành cái phản xạ ha. Vàng da vàng mắt có sốt hay không, nó không sốt thì chúng ta mới yên tâm mình nghĩ tới cái chuyện siêu vi nha. Còn có sốt là chúng ta phải đi hướng khác, hoặc là đau bụng quằn quại là chúng ta phải đi hướng khác. Rồi cái chuyện không có dấu thiếu máu nữa, nếu trừ khi sơ gan nặng thì mới thấy thiếu máu thôi, chứ còn viêm gan không thì chúng ta sẽ thấy không dấu thiếu máu. Vàng da không thiếu máu để loại trừ vàng da trước gan, tức là vàng da thắng huyết nha. Rồi nhớ nhớ luôn luôn trong đầu là một có ba không thì khả năng nó rơi vô cái đám viêm gan siêu vi của mình, nhưng mà cũng giống như siêu vi B vậy thôi, phần lớn là nó không, mà siêu vi C lại hầu như là nó không có triệu chứng, nó còn ít khi có triệu chứng hơn có siêu vi B nữa. Và khi mà nó có triệu chứng thì thường nó đã muộn màng rồi, tới cái giai đoạn muộn, cho nên nó cũng xếp vô cái nhóm như siêu vi B, đó là cái đám sát thủ thầm lặng nha, mình phải phát hiện sớm bằng xét nghiệm mà thôi. Như vậy làm xét nghiệm để tầm soát thì chúng ta có cái gì, thì đơn giản hơn siêu vi B rất nhiều, nó chỉ có ba thứ thôi. Bây giờ chúng ta lần lượt, thứ nhất là cái kháng thể, cái này chắc là rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Đây là một cái kháng thể, nó chỉ có ý nghĩa là cái cơ thể này có tiếp xúc với siêu vi C, nó không hề có tác dụng bảo vệ cơ thể. Và nó đây là một cái xét nghiệm cho tới bây giờ vẫn là một cái xét nghiệm duy nhất để sàng lọc, để tầm soát bệnh viêm gan siêu vi C, bởi vì đây là cái giá nó rất là rẻ nha. Và đương nhiên cái gì rẻ thì nó cũng có cái hạn chế của nó. Cái hạn chế thứ nhất là nếu mà mấy bạn tầm soát nhưng mà mấy bạn thấy anti-HCV âm thì nên nhớ là trong đầu mình không thể loại trừ cơ thể này nó có nhiễm, nó còn đang nhiễm siêu vi C, bởi vì lúc nãy chúng ta nói rồi, có nhiều khi nó mới nhiễm đó, nó mới nhiễm cho nên nó chưa kịp tạo kháng thể, hoặc là những cái trường hợp nó đã nhiễm mạng nhưng mà nó không tạo kháng thể vì cơ thể nó suy giảm miễn dịch rồi đó. Cho nên cái anti-HCV âm thì chúng ta cũng phải thận trọng, không phải lúc nào hay anti-HCV âm là chúng ta mạnh dạn loại trừ siêu vi C ha. Rồi rồi nếu anti-HCV dương thì cũng không thể khẳng định là nó còn mang siêu vi C, bởi vì nhiều khi người ta đã hết bệnh rồi, siêu vi C đã được thải trừ nhưng mà cái anti-HCV nó thì nó còn dương tính kéo dài rất là nhiều năm, thì mình hay nói là nó giống như là cái dấu giày trên nền xi măng vậy đó, tức là cái dấu giày thì còn đó nhưng mà người đã đi xa rồi, nên cái anti-HCV nó nhiều khi nó cứ lưu lại mãi như vậy mặc dù không còn siêu vi C nữa. Như vậy muốn xác định là cái cơ thể còn siêu vi C thì bắt buộc phải xác định bằng cái xét nghiệm kỹ thuật tắt tiền là PCR tìm RNA-HCV, hoặc rẻ hơn nữa là cái kỹ thuật tìm cái HCV core antigen. Thì RNA thì nó khoảng 1 triệu mấy đó mấy bạn, còn HCV core antigen thì nó cũng phải 400-500 ngàn. Rồi, nhưng mà cái anti-HCV thực sự là mấy bạn thấy nó vẫn có giá trị để tầm soát viêm gan siêu vi C, C mạng ha, vì giá thành nó rẻ. Bởi vì nếu mấy bạn thấy một người có anti-HCV dương, chưa từng được điều trị gì hết, thì chắc chắn theo cái xác suất chúng ta biết rồi, người lớn mà có bị nhiễm thì 80% là nó còn dính. Tức là mấy bạn sẽ có 80% khả năng là mình sẽ bắt được RNA-HCV hoặc HCV core antigen nó dương nha. Chính vì vậy, hễ anti-HCV dương thì làm tiếp tôi có mang siêu vi C hay không. Còn anti-HCV âm thì cũng không loại trừ hẳn siêu vi C. Mình phải giữ cái vương vấn đó trong đầu cho tới khi mà mình không đi được nguyên nhân nào để giải thích, thì lúc đó chúng ta phải xác định bằng cái gì? Bằng RNA-HCV. Nhưng thực tế thì mấy bạn thấy là nó hơi bị ngược đời. Tại vì anti-HCV nó rẻ, nó có 80-90 ngàn thôi. À, trong khi RNA-HCV thì nó tới cả bạc triệu. Cho nên khi anti-HCV âm, đúng ra về nguyên tắc là muốn loại trừ siêu vi C thì mấy bạn phải làm RNA-HCV đó. À, nhưng mà đôi khi là cái bước này chúng ta hơi chần chừ. À, chúng ta phải nhìn nhìn có còn cái lý do gì có để giải thích cái tình trạng viêm gan không. Rồi không được nữa thì chúng ta mới làm RNA-HCV. Đó là trong cái thực hành lâm sàng, chẳng qua là tại vì cái xét nghiệm này nó hơi đắt tiền. Nhưng thật ra mình khuyên mấy bạn là nên thận trọng khi loại trừ bất kỳ một cái bệnh nào. Tại vì mình đã gọi cái bệnh đó là sát thủ mà.
sát thủ là âm thầm mà, là đừng có bỏ sót nó. Cho nên sau này mấy bạn cũng thận trọng khi ăn THCV âm, mà mấy bạn thấy trong cái nhóm đối tượng có nguy cơ thì mấy bạn cũng phải thận trọng. À, tức là đừng có loại trừ đó, đừng có loại trừ CVC mà phải để ý. Thì có hai cách để mấy bạn để ý cái nhóm đối tượng đó, hoặc là nếu mà còn mình còn có thể gặp người ta nữa thì có thể là ăn THCV thời điểm nó âm thì chừng 3 tháng sau mấy bạn làm lại lần nữa, thì nó chưa kịp dương thì nó cũng sẽ dương ha, hoặc là bằng RNHCV đó. Nói tóm lại cái thông điệp cần tên mấy bạn nhớ là đừng bỏ sót CVC nha, cho nên là ăn THCV âm thì phải thận trọng. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đã thấy nó có liên quan tới CVC thì một cái bộ xét nghiệm đầy đủ để mà nhận định cái tình trạng chẩn đoán bệnh thì chúng ta phải làm lần lượt như thế nào? Thì đương nhiên có dính CVC thì cần trả lời là nó có gây phản ứng viêm hay không, thì mấy bạn sẽ làm cái men gan. Thì men gan đối với CVC đôi khi mấy bạn sẽ thấy nó bình thường nha. Tại vì CVC nó tăng, men gan dao động lắm, có lúc nó tăng có lúc nó bình thường. Đó, nhất là những trường hợp mạn thì nó lại càng âm thầm nữa. Chỉ trừ phản ứng viêm cấp thì đôi khi mấy bạn nó mới nhiễm đó, nó có những phản ứng cấp thì mấy bạn sẽ thấy men gan tăng cao. Và thông thường á, thì người đối với CVC người ta hay nhấn mạnh cái GRT. Cái GRT thì đối với CV nào thì chúng ta, nhất là mấy ông ở xứ mình thì chúng ta hay làm cái GRT để coi có bị rượu bia đè theo kèm theo CV thì có kèm theo siêu rượu hay không. Nhưng mà riêng đối với CVC thì cái GRT nó còn có ý nghĩa là nó có thể tăng trong những cái bệnh chuyển hóa. Cái CVC người ta thấy rất rất đi, nó giống như là người ta chưa lý giải được cái cơ chế chính xác như thế nào, nhưng thấy CVC thì nó hay đi kèm với là cái nguy cơ bệnh bệnh tiểu đường hoặc là đa tiểu đường ha. Cái CVC thì nó cái tính đề kháng insulin nó sẽ nặng nề hơn đó, cho nên là đối với CVC thì mình hay liên quan tới bệnh chuyển hóa nha. Và đương nhiên CV nào thì chúng ta cũng phải coi chừng có siêu rượu kèm theo, nó phải làm GRT. Rồi chúng ta đánh giá cái tình trạng tắc mạch bằng cái bilirubin ha, bilirubin trong máu thì mấy bạn cũng nhớ là đừng chờ người ta vàng khè mình mới làm bilirubin, tại vì nó tăng gấp 3 lần mấy bạn mới thấy nó vàng lần. Cho nên nếu có liên quan có men gan tăng thì mấy bạn cứ phải làm bilirubin, bạn coi nó tăng ở mức nào để mình còn theo dõi về sau. Thì viêm gan cấp thì nó mới tăng cao ha. Chứ còn thường viêm gan mạn mấy bạn sẽ thấy giá trị bình thường thôi. Rồi à, siêu siêu âm thì đứng trước một cái trường hợp bệnh gan nào chắc chắn là mấy bạn đều phải có cái siêu âm bụng để đánh giá cấu trúc gan như thế nào, có khối u gì không. Và nếu đã vàng da vàng mắt thì siêu âm lại càng quan trọng để loại trừ cái tắc mạch cơ học nha. Rồi bây giờ tới siêu vi thì mới nói chi tiết cho mấy bạn nè. Tức là cái anti HCV mà chúng ta thường làm đó thì hiện giờ hầu hết là chúng ta làm bằng cái kỹ thuật ELISA thế hệ 3. Thì với cái kỹ thuật này thì người ta thấy là thường là sẽ phát hiện sâu nhiễm từ 6 đến 12 tuần. 6 đến 12 tuần, trong cái thời gian ủ bệnh của siêu vi C nó chỉ vài tuần, nhiều khi nó 4 tuần, 6 tuần nó đã có triệu chứng rồi, nhưng mà trong khi 12 tuần nó mới có cái kháng thể. Đó chính vì vậy là mấy bạn sẽ gặp những trường hợp là viêm gan siêu vi C cấp anti-HCV nó âm là như vậy ha. Rồi, cái xét nghiệm chính xác hơn, lúc nãy chúng ta cũng đã đề cập tới là RNA-HCV với kỹ thuật PCR đó, thì 2 tuần sau nhiễm 2 tuần là đã phát hiện. Và với cái kỹ thuật này thì chỉ cần nó trên 15 IU trên ml là đã phát hiện rồi. Nhưng mà vì nó rất là đắt tiền, nó tới 1 triệu mấy lận, cho nên là phải thận trọng khi quyết định. Thì khi nào cần thiết xác định sự tồn tại để mà có quyết định đặt trị đó thì mấy bạn sẽ chỉ định làm cái này. Rồi còn rẻ tiền hơn một tí mà vẫn là kháng nguyên, đó là HCV core antigen, thì nó cũng dương tính sau khi nhiễm khoảng chừng 2 tuần là đã có phát hiện rồi. Nhưng cái ngưỡng nó thì nó không nhạy, tức là nó cũng phải từ 500 đến 3.000 IU á. Đứng nếu mà đứng về tương đương với lại cái kỹ thuật mà PCR tìm RNA-HCV thì nó phải là 500 tới 3.000 IU. Cỡ đó thì cái HCV core antigen này nó mới dương tính nổi. Như vậy thì khi mà HCV core antigen nó âm thì coi chừng cũng có thể là không có siêu vi, nhưng mà cũng có phải là siêu vi có, mà ít quá thì không thể phát hiện được. Thì ưu điểm nó là giá thành nó rẻ được phân nửa, hơn phân nửa ha. Thì nó cũng có thể dùng để xác định cái sự tồn tại của siêu vi C hay cho RNA-HCV, nhưng mà đương nhiên là không nên dùng để mà quyết định hoặc là theo dõi đặc trị. Rồi và đột khác với CVB thì CVC nó có một cái quan tâm, mà CVB thật ra nó cũng có genotype đó, nhưng chúng ta không quan tâm bởi vì nó không có ý nghĩa. Nhưng CVC thì cực kỳ quan trọng, phải xác định genotype nè, bởi vì cái này nó sẽ quyết định cái đáp ứng đối với những cái loại thuốc khác nhau, và chúng ta phải dựa vào để chúng ta chọn thuốc, và giá tiền thuốc nó cũng khác nhau luôn. Thì cái tỷ có 6 loại genotype và cái tỷ lệ nó khác nhau, từng phân bố khác nhau từng vùng. Thì ở Việt Nam mình đó, theo như một đây là mình chọn một cái tài liệu nghiên cứu của cái tác giả Nguyễn Hiền Minh, mình thấy tương đối là nó cũng phù hợp với cái thực tế, cái thực hành lâm sàng đó. Thì theo tác giả này á, ở xứ mình á nó chỉ có 4 loại thôi,
nó bốn loại với phân bố với cái tỷ lệ này. Thì mấy bạn để ý là cái genotype 1 nó chiếm là 28,5%, có nghĩa là gì? Mấy bạn làm tròn cái con số này là 10 bệnh nhân viêm gan siêu IC đến với mấy bạn thì mấy bạn có thể bắt gặp khoảng 3 người là genotype 1 ha. Rồi bây giờ genotype 2 là 15,6%, thì tính ra là như thế nào? 10 bệnh nhân viêm gan C thì chúng ta có từ 1 đến 2 người là rơi vô genotype 2. Còn genotype 3 nó chỉ có 0,5% thôi, có nghĩa là 200 bệnh nhân viêm gan C thì may ra các bạn có thể bắt gặp một ca là genotype 3. Trong thực hành lâm sàng suốt bao nhiêu năm thì mình chỉ gặp có duy nhất một trường hợp là genotype 3. Mà cái bà này bà cũng từng ở Campuchia, không biết bà có phải là chủng ở Việt Nam hay không. Nên nói chung genotype 3 có đó, nhưng mà cực kỳ là hiếm. Genotype 6 là tới 55,4%, có nghĩa là 10 bệnh nhân viêm gan C đến với bạn thì mấy bạn sẽ gặp từ 5 đến 6 người, tức là hơn phân nửa là genotype 6 nha. Thì nhìn vô cái tỷ lệ này thì bạn có thể thấy là ở xứ mình coi như có 3 thôi nha. Cái genotype 3 nó quá ít. Xứ mình chỉ quan tâm 1, 2 và 6, mà trong đó cái 1 với cái 6 nó đã chiếm tới khoảng 80% rồi. Và ơn trời con nhà nghèo, 1 với 6 thì thuốc nó điều trị nó rẻ hơn hơn là genotype 2 mấy bạn. Nó rẻ hơn cái băng genotype ha. Cho nên là dân xứ mình 80% nếu định genotype thì chúng ta có cơ hội chọn được một cái thuốc điều trị nó rẻ. Và cái thuốc đó trong cái khối châu Âu giờ không thấy nọ đề cập tới luôn. Và bây giờ xét nghiệm chức năng, phải đứng trước một cái trường hợp là đã xác định là liên quan tới siêu vi C, xác định là có tình trạng viêm gan rồi, thì luôn luôn mấy bạn cũng phải xác định thì y như bài siêu vi B thôi, tức là mấy bạn khảo sát là sự tổng hợp albumin ha, tổng hợp yếu tố đông máu và nó thay giảm thấp thì mấy bạn vẫn làm cái test cole, tức là cái phần này là y hệt như là cái bài siêu vi B thôi. Rồi đánh giá sơ hóa cũng y hệt như siêu vi B thôi, nhưng có điều cái điểm cắt thì nó sẽ khác nha mấy bạn. Cái F4 mà đối với viêm gan siêu vi C đó thì nó cái điểm cắt theo cái kỹ thuật FibroScan. Đương nhiên kỹ thuật khác ACFI thì nó lại có là tốc độ sóng biến dạng thì nó lại đơn vị khác, nó nhiều số lẻ lắm chả nhớ hết đâu. Nhưng cái Fibro thì đương cái con số nó dễ nhớ hơn, cho nên mấy bạn thấy người ta hay nói tới FibroScan là vậy đó, là nó tương đối thống nhất và nó dễ nhớ. Thì FibroScan đối với siêu vi C F4 là nó 12,5 kilopascal trở lên thì nó là sơ gan. Trong khi mấy bạn nhớ lại cái bài CVB thì nó chỉ trên 11 thôi ha, thì là sơ gan rồi. Cái chỉ số APRI thì cũng có, hôm trước cũng có mấy bạn thắc mắc, mình cũng có trả lời rồi đó. Thì để cho đơn giản mấy bạn thì hôm trước mình bỏ vô đây là cái số 40 luôn. Tại vì thông thường á, người ta hay lấy cái quy ước giá trị cao nhất của phòng xét nghiệm là số 40 nha. Đó, chính vì vậy mà cái APRI nó không có chính xác ở chỗ là nó lấy cái giá trị gọi là bình thường cao nhất. Mà giá trị bình thường cao nhất này thì coi như là thay đổi rất là nhiều tùy theo tác giả, tùy theo phòng xét nghiệm tùm lum hết. Cho nên là cái chỉ số APRI nó không có cái tiếng nói chung, nó hơi bị xê xích ha. Thành ra trong cái APRI thì chỉ có một cái là nhắc mấy bạn là mấy bạn để ý cái số lượng tiểu cầu thôi. Thì mấy bạn thấy rõ ràng cái này nếu mà cái số lượng tiểu cầu nó càng thấp ha, nó số lượng tiểu cầu nó càng giảm thì cái mẫu số, đúng không, cái này là số chia nằm đây, thì cái mẫu số nó càng giảm. Mẫu số mà giảm thì cái phân số nó sẽ lớn, tức là cái chỉ số mình tính ra nó sẽ cao nha. Thành ra cái ý nghĩa của APRI là vậy, bạn thấy cái tiểu cầu giảm là bạn phải nghĩ tới sơ gan rồi đó. Rồi, những cái yếu tố ảnh hưởng thì cũng y như bài siêu vi B thôi ha, thì chúng ta xem lại thì không cần nói lại nữa. Đánh giá cái độ chai thì cũng y hệt như vậy. Và đối với siêu vi B thì mấy bạn đánh giá chai để mấy bạn điều trị, mấy bạn biết nó thảm tới mức nào thôi. Nhưng đối với siêu vi C, bạn phải cho điểm chai thật là chính xác. Bởi vì cái giữa cái F4 là sơ gan, còn bù là chai A mà nó bước qua mất bù thì cái phác đồ nó đã khác hẳn. Cái cách điều trị nó cũng khác hẳn, cho nên đối với siêu vi C thì mấy bạn phải thận trọng ha, khi mà quyết định cái điểm chai để xác định là còn bù hay mất bù nha. Rất là quan trọng đó. Đây, bây giờ thì giới thiệu với các bạn là cái điều trị viêm gan siêu vi C cấp, và đúng này là đúng từng chữ mình cắt luôn của cái phác đồ Bộ Y tế 2021 để đưa cho mấy bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đây, tác giả thì nói là tới 20-50% nhiễm siêu vi, tức là mới nhiễm siêu vi C đó, thì có thể 20-50% lận là có thể tự xử được. Cho nên thường là điều trị hỗ trợ thôi. Còn nếu điều trị đặc hiệu thì sử dụng có hai loại thuốc này. Trong hai loại thuốc này thì chúng ta chỉ có một thôi, còn cái loại này chúng ta chưa có. Trong chúng ta có loại thuốc này và sử dụng thì trong thời gian 8 tuần đó. Và sau khi điều trị xong thì xét nghiệm ở tuần thứ 12 để đánh giá có đáp ứng hay không. Nhưng mà vấn đề là làm sao mấy bạn xác định được nó mới nhiễm, tức là nhiễm siêu vi C cấp.
Chỉ khi nào, mình nhắc lại, chỉ khi nào mấy bạn có bằng chứng là anti-HCV nó từ âm nó chuyển qua dương thì mới khẳng định được là nó mới nhiễm CVC và nó có khả năng là nó viêm gan CVC cấp theo cái kiểu này. Và thì như vậy viêm gan CVC cấp thì có thể mấy bạn khoanh tay chờ nó hồi phục 20 đến 50%, hoặc là mấy bạn có thể điều trị, và mấy bạn điều trị là điều trị theo phác đồ này, tức là chỉ có 8 tuần. Và thực tế trong thực hành lâm sàng thì hiếm khi chúng ta gặp được bệnh nhân mà để áp dụng cái phác đồ này lắm nha. Thì mấy bạn nhớ nha, anti-HCV từ âm chuyển qua dương đó, tức là trong cái quá trình bạn theo dõi nó sẽ thấy rõ ràng cái hiện tượng này, chứ không phải là cái chuyện anti-HCV âm từ từ năm trước hay 6 tháng trước, cái chuyện nó khác nha mấy bạn. Anti-HCV từ âm chuyển qua dương trong cái đợt này thôi, trong cái đợt ngắn ngủi gói gãy ghém trong vòng một vài tháng khi mấy bạn tiếp xúc với bệnh nhân thôi. Chứ còn nếu mà người ta có một cái anti-HCV ha, nó từ xa xưa quá rồi, đúng không? Mình nói ví dụ đi, bây giờ bạn có một anti-HCV dương, bạn có một cái anti-HCV âm từ năm ngoái, như vậy thì bạn đâu biết nó anti-HCV nó dương từ lúc nào, đúng không? Nếu nó dương cách đây 6 tháng thì nó vẫn là nhóm mạng rồi, chứ nó đâu phải là nhóm cấp đâu. Đó, cho nên chúng ta rất là khó chịu ở cái chuyện này là anti-HCV từ âm chuyển qua dương, chúng ta phải bắt gặp nó trong một cái khoảng thời gian ngắn thì chúng ta mới nói là mới nhiễm và chúng ta mới áp dụng được cái chuyện này. Bởi vì cái này điều trị có 8 tuần thôi, nó khác với lại cái phác đồ điều trị mạng của mình nha. Rồi, còn phác đồ điều trị mạng thì rất là rộng rãi luôn mấy bạn. Phác đồ điều trị mạng là gì? Là mấy bạn có một cái bằng chứng anti-HCV dương và RNA-HCV dương là mấy bạn có thể áp cái phác đồ điều trị này ngay. Hoặc là có nhiều bệnh nhân của mình đó, cái anti-HCV là một cái xét nghiệm được tầm soát ở tuyến xa xôi, tuyến đầu xa xôi nào đó và nó rẻ tiền, cho nên nhiều khi bệnh nhân bỏ mất tiêu đi, người ta không quan tâm, nhưng người ta giữ lại cái RNA-HCV thôi. Có thể là năm ngoái người ta đi đâu đó, người ta làm xét nghiệm có anti-HCV dương và người ta làm định lượng RNA-HCV, nhưng người ta bỏ mất cái anti-HCV rồi. Bây giờ người ta chỉ còn cái RNA-HCV đem tới cho bạn thôi. Nhưng bây giờ bạn có thêm một cái RNA-HCV hiện tại cầm trong tay mình là dương nữa. Vì mình có bằng chứng hai cái dương tính trên 6 tháng thì mấy bạn vẫn thỏa được cái phác đồ này. Tại sao mình phải phân tích từng chi tiết cho mấy bạn? Là tại vì mấy bạn xài phác đồ này thì mấy bạn bệnh nhân sẽ được hưởng bảo hiểm y tế. Nha, mà hãy hưởng bảo hiểm y tế là mấy bạn phải đúng từng ly từng tí, chỉ định đúng từng ly từng tí. Nếu sai là chúng ta bị xuất toán, bị đền tiền nha. Cho nên nếu đó nó chúng ta mà làm không làm thì tội cho bệnh nhân. Ha, bệnh nhân không được hưởng, nhưng mà nếu mấy bạn cho bệnh nhân hưởng mà mấy bạn tính toán sai thì mấy bạn bị đền tiền. Nên nhớ bằng chứng nó phải rõ ràng y như vậy, và nhớ là không cần men gan tăng bất kể mức độ sơ hóa, tức là nó khác hoàn toàn với siêu vi B. Siêu vi B thì mình cần phải men gan tăng như thế nào, phải là sơ hóa F2 trở lên này nọ thì mới điều trị, còn siêu vi C thì không hề, chỉ cần xác định mà nó dễ lắm luôn, anti-HCV dương và RNA-HCV dương thôi nha mấy bạn, không cần lũy thừa mấy hết trơn á. Dương là gì, trên 15 là dương, như vậy bạn gặp một người 20 IU bạn vẫn điều trị được như thường với một anti-HCV dương và RNA-HCV dương, nó dễ vô cùng luôn, không cần men gan, không cần sơ hóa gì hết. Tại sao vậy? Tại sao mà bộ y tế mình cho một cái phác đồ điều trị siêu vi C mà nó dễ dàng mà nó tích cực tới như vậy ha? Nếu mấy bạn nhìn lại cái quá khứ mà điều trị siêu vi C trước đây thì nó vô cùng chặt chẽ, vô cùng thảm nha. Còn sở dĩ chúng ta có được cái chỉ định điều trị rộng rãi bởi vì chúng ta đã có DAA đó nha. Hiện nay tức là từ 2016 chúng ta đã có những cái DAA. DAA là nó viết tắt của Direct Acting Agent, tức là tác nhân tác động trực tiếp, thì nó hiệu quả điều trị tuyệt vời luôn, thậm chí là 90, người ta nói thường nói là trên 95%, mà thậm chí là 99%, cái khả năng thành công rất rất là cao, mà trong khi tác dụng phụ thì nó không đáng kể, hầu như bệnh nhân thì dễ tuân thủ và chấp nhận điều trị hết. Một cái thuốc mà có thể mà thành công tới như vậy đó, tuyệt vời luôn, một cái sự tiến bộ vượt bậc. Và lý do thứ hai nữa là gì? Nếu chúng ta chần chừ để bệnh nhân đã xơ gan rồi thì cái khả năng mà đạt được cái thành công này nó giảm đi, và tệ hại hơn nữa là sau khi mà điều trị thành công rồi thì bệnh nhân vẫn còn bị những cái nguy cơ của xơ gan. Thì mấy bạn cứ hình dung giống như một cái quả táo nó bị sâu đục ha, nếu con sâu nó mới liếm cái vỏ táo thôi chúng ta đã gấp con sâu quăng đi, thế là xong, phải ra tại 99% bỏ thuốc vô là quăng được nó. Nhưng nếu để con sâu nó đục khoét tan nát cái quả táo rồi, lúc đó mình mới gấp được con sâu ra thì nó còn là một cái quả táo nát, làm sao mà nó lành lại được, nó chỉ không nát thêm vì con sâu đục thêm thôi, thì lúc đó thì nó vẫn còn đầy nhóc những cái nguy cơ trên một cái quả táo nát đó. Cho nên đằng nào cũng điều trị, cho nên chúng ta phải điều trị khi mà nó còn lành lặn nha, đừng để nó tan nát ra, cũng nhiều tốn tiền điều trị, thậm chí còn tốn gấp đôi, lần sau chúng ta sẽ biết.
mà hiệu quả nó vô cùng khiêm tốn đó. Rồi lý do thứ ba nữa là cho tới bây giờ sau bao nhiêu năm chưa có nước nào mà điều trị thành công được cái vaccine ngừa siêu vi C cả. Như vậy thì khi chúng ta phát hiện một người có mang con siêu vi C thì người đó là cái nguồn lây, người đó là nguồn lây, thì nếu chúng ta điều trị càng sớm càng tốt thì cái nguồn lây này được dẹp bỏ và coi như là chúng ta sẽ hạn chế được một cái nguy cơ cho cộng đồng. Đặc biệt chúng ta biết rồi, có những người họ là ở những cái giới mà có nguy cơ gây lây lan cái con siêu vi ha, ví dụ HIV hay HCV gì cũng vậy. Mấy bạn biết rồi, có những người họ có cái nghề đặc thù của họ mà họ còn mang con siêu vi ngày nào là họ lại tung tóe lây cho người khác ngày đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên là phát hiện chữa được quá dễ mà chữa liền đi nha, chứ để là nó lây cho người khác thì lại khổ thêm một mớ nữa. Và mình mới bổ sung thêm cái này thì cũng mới bổ sung thêm trong cái khóa này cho mấy bạn đó, tức là những cái bệnh lý ngoài gan mà đi kèm HCV đó nó sẽ cải thiện sau khi điều trị HCV. Cái ý này thì thấy phác đồ của nhà nước mình không có nói động gì, nhưng mà thật sự mình đã thấy là cái nói chung cái đây là mình viết tắt nè, tức là Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ đó mấy bạn, thì mấy bạn biết rồi, đây là một cái tổ chức rất là đáng tin cậy ha. Những cái khuyến cáo họ đưa ra thì họ đều có lập luận rất là chặt chẽ, và cái đây là cái mới nhất của họ vào năm 2021 đó. Thì họ đã khuyến cáo là ví dụ như một cái người đây bị siêu vi C, người ta nói siêu vi C là một yếu tố nó làm cho bệnh nhân có nhiều nguy cơ bị diễn tiến tới tới tiểu đường, thì nếu một người siêu vi C mà đã bị tiểu đường rồi mà điều trị được cái con siêu vi C. Hôm thì như khóa trước có một bạn hỏi mình cái chuyện này là liệu người ta có tốt hơn hay không, thì thật lúc đó mình cũng chưa dám trả lời tại vì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều trên những cái bệnh nhân đái tháo đường có siêu vi C. Nhưng mà xem kỹ lại của cái Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ đó thì họ nói là những người mà tiểu siêu vi C rồi dẫn tới tiểu đường đó, thì cái khi mà điều trị sạch siêu vi C thì đương nhiên không có hết bệnh tiểu đường được, nhưng mà cái bệnh tiểu đường nó dễ kiểm soát hơn, cái tình trạng đề kháng insulin lên nó sẽ cải thiện hơn, những cái biến chứng trên tim mạch, những biến chứng thận trên cái người tiểu đường này nó đều có xu hướng là có thể giảm so với cái người mà mang siêu vi C không điều trị ha. Và một cái ghê gớm nữa là có những cái bệnh mà ở do siêu vi C gây ra ở ngoài gan, ví dụ như là cryoglobulin trong máu nè, hoặc là một số những cái dạng lymphoma mà người ta nguy kết là nó liên quan tới siêu vi C đó, thì khi điều trị sạch siêu vi C thì diễn tiến những cái bệnh này nó sẽ cải thiện, nó sẽ được kiểm soát tốt hơn. Đương nhiên là vẫn có những cái biện pháp điều trị khác ha, cho những cái bệnh đặc thù này ngoài cái chuyện điều trị siêu vi C, nhưng khi điều trị siêu vi C thì những cái bệnh này sẽ được kiểm soát tốt hơn. Thì tổng kết lại đó là những lý do mà nếu mà phát hiện siêu vi C thì tóm lại là tích cực nên xử nha. Đó, mấy bạn nhìn lại một lần nữa ha. Mấy bạn nhìn lại một lần nữa cái tiêu chuẩn điều trị vô cùng dễ dàng ha. Anti-HCV dương và RNA-HCV dương, hoặc là mình có hai cái bằng chứng RNA-HCV dương cách nhau trên 6 tháng. Men gan bình thường kệ nó, F01 kệ nó, mấy bạn có quyền điều trị và bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân hết nha. Đó, đó là bốn lý do khiến chúng ta tích cực điều trị thế như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên cái cơ chế nó tại sao mà cuộc đời nó đơn giản khi có DAA điều trị CVC, thì mấy bạn có CVC nó không có chui vô nhân tế bào giống như CVB, nó chỉ nằm ở trong tế bào chất thôi, và nó sẽ phiên bản nó nhân lên bởi dưới tác dụng của những cái protein nông cấu trúc nông factor đó mà chúng ta hay viết tắt là NS á, thì những cái DAA này nó tác động lên những cái protein nông cấu trúc đó, thì chúng ta có nếu nó tác động ở cái vị trí NS5B ha, mấy B thì mấy bạn nhớ là bu, thì nó sẽ có cái đuôi là Bouvier. Mấy bạn nhớ cái này để khi mà chúng ta phối hợp thuốc á, về nguyên tắc là chúng ta phải phối hợp thuốc ở những hai vị trí tác động khác nhau ha, thì bác nhìn cái đuôi khác nhau là được rồi. Nếu nó tác động ở vị trí NS5B thì nó sẽ cái đuôi là Bouvier, và cho tới bây giờ thì chúng ta chỉ còn duy nhất một cái là sulfur Bouvier thôi, sulfur Bouvier là trong cái đám vị trí này. Còn nếu tác động ở vị trí NS5A thì chúng ta sẽ cái đuôi là Advia ha, A là Ad, tôi cũng dễ nhớ nha. Advia thì chúng ta hiện giờ chúng ta có ba loại: Ledipasvir, Vembatasvir là thường nhất, và thỉnh thoảng chúng ta cũng có Dalasvir. Cái thuốc này thì ít hơn nhưng cũng đã có. Elvasvir ngày xưa đã có nhưng mà bây giờ nó đã rút khỏi thị trường mình rồi ha. Còn Vivenfavir là màu xanh hy vọng, chúng ta chưa có tới nha. Rồi còn nếu vị trí là NS34A thì chúng ta sẽ có đu là Previr. Thì hiện giờ chúng ta chả có cái nào trong cái đám Previr này cả ha. Ngày xưa thì có Gazoprevir, giờ nó cũng đã rút khỏi thị trường rồi. Còn những cái màu xanh hy vọng đây là chúng ta chưa hề có nha. Thì cái nhóm Previr thực ra nó cũng không tử tế lắm, là tại vì nó chỉ ưu điểm cái nó ít ảnh hưởng thận, nhưng mà nó không sử dụng được cho xơ gan mắt mù đâu. Đó.
Thành ra chúng ta có lại, nói tóm lại là chúng ta có cái đám áp phia và bu phia, hiện giờ chúng ta chỉ có vậy thôi. Đó, và cái hình này để mấy bạn nhớ cho là siêu vi C, nó không có chui vô nhân, nó chỉ nằm tế bào chất, cho nên mình xử nó rất là đơn giản nha. Và đây là cái tiến bộ khi mà có DA thì mấy bạn thấy cái khả năng thành công nó vượt bậc ha, từ lúc mà nó thấp lèo tèo khổ sở mà xài interferon những ngày xưa xưa thì tới năm 14 thì nó đã lên vượt bậc rồi, và đương nhiên mình đang ở cái tích ở cái đỉnh cao là tới 99 rồi đó. Và ở đây thì nhắc lại cho mấy bạn là cái những cái thuốc mà mình đã có ở Việt Nam mình nha, và hiện giờ đó coi như là vũ khí mà ngon lành nhất của mình là cái phối hợp Vanbatasvir và Sofosbuvir. Cái này thì nó phủ tất cả các genotype, mấy bạn không cần định genotype luôn. Còn cái Sofos với Lady thì cái này nó chỉ phủ được cái genotype 16 ha. Mình có cái viên Sofosbuvir đơn chất và Dala đơn chất. Còn mấy cái mà mình xuyệt vậy là tức là cái dạng phối hợp đó. Cái này thì hết rồi, rút khỏi thị trường rồi. Như vậy thì chúng ta thuốc men trong tay chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta đã đủ xét nghiệm xác định tình trạng bệnh nhân rồi nha, bây giờ chỉ còn có bước là kê toa nữa thôi ha. Nhưng mà trước khi điều trị, cái chuyện vô cùng quan trọng trước khi mấy bạn đặt bút xuống, mấy bạn kê toa cho bệnh nhân thì cái chuyện tham vấn vô cùng quan trọng. Tham vấn đầu tiên là gì? Mặc dù cái thuốc này nghe phấn chấn lắm, trời ơi, sướng điều trị là ngon ăn chính chứ, nhưng mà dù sao cũng phải tuân thủ đủ cái liệu trình điều trị chứ nó mới có hiệu quả. Cho nên luôn luôn đầu tiên, thủ tục đầu tiên là tiền đâu đó, mấy bạn nghe thì nó hơi kỳ mà đúng là như vậy. Tức là bệnh nhân mấy bạn phải giải thích và người ta phải chuẩn bị đủ chi phí cho cái liệu trình. Thì một cái lọ thuốc, một lọ thuốc đặc trị bây giờ tùy loại thôi thì nó sẽ khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu, và thời gian điều trị từ 3 tháng, 5 triệu đến 8 triệu cho một tháng, và mấy bạn bệnh nhân sẽ phải xài trong 3 đến 6 tháng. Thì đây là một cái số tiền không phải nhỏ đối với đa số cái người dân Việt Nam mình. Mình đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân cầm cái toa thuốc đặc trị của bác sĩ đi tới quầy thuốc rồi mới biết là mình không đủ tiền để mua, rồi thương lắm móc sạch túi ra mua được nửa lọ, mua được cũng có chỗ bán gì đó mấy bạn, bán lạ bán nửa lọ, bán nửa lọ, nhưng mà sau đó thì người ta không còn đủ tiền để người ta đi tiếp cái liệu trình đó nữa, thì nửa lọ thuốc 3-4 triệu bạc, tiền mồ hôi nước mắt của người ta là coi như vứt. Làm sao giúp cho người ta thoát được con siêu vi C, mà đó là chưa kể là gì, lỡ đâu nó còn gây kháng thuốc thì có phải là tội nghiệp tệ hại hơn cho người ta không? Cho nên là mấy bạn cái chuyện tư vấn này quan trọng lắm luôn, nghe thì nó kỳ kỳ nói tới chuyện tiền bạc nhưng mà phải rõ ràng ngay từ đầu, và mình sẽ giải thích cho bệnh nhân đừng tuyệt vọng. Và thật ra siêu vi C không có cần điều trị vội đâu, ví dụ như người ta mới F01 thậm chí F2 đi nữa, cứ để bỏ heo để dành một ngày vài chục thì để dành được 2 năm 3 năm gì đó đủ điều trị, đủ kinh phí thì điều trị, miễn là vẫn giữ cái mục tiêu điều trị và quyết tâm đạt được cho đến mục tiêu đó, thì trong vòng 2 3 năm không có xơ gan gì, 2 3 năm có chuyện xơ gan gì đâu. Mình đã có những người thanh niên họ chỉ làm lao động phổ thông thôi mà vẫn để dành đủ tiền để mà họ điều trị nha. Thành ra phải xác định cho bệnh nhân để họ đừng chán nản. Còn nếu họ chán nản, họ buông trôi như vậy 10 năm, 20 năm sau thì sao? Khi mà nó đã rơi vô cái giai đoạn xơ gan mất bù thì lúc đó thành đại gia tiền tỷ cũng đâu có cứu được nữa, nhiều khi không có cứu được nổi nữa đâu nha. Cho nên là mình phải nói tới chuyện tiền bạc và phải đặt cho một nhân mục tiêu là phải đạt được, phải để dành để mà đạt được, để mà điều trị, và với sự giúp đỡ của bảo hiểm y tế được 50% nữa thì phần lớn do bệnh nhân mình là có thể điều trị được, nếu người ta ý thức được cái chuyện cần thiết phải điều trị và người ta quyết tâm để dành tiền để điều trị. Xin chia sẻ với mấy bạn một cái trường hợp cũng rất là thú vị, mình mới gặp gần đây thôi. Cái cô này thì cũng đã ngoài 50, đột ngột vàng da vàng mắt lên, không sốt không đau gì cả ha. Và xét nghiệm thì có anti, ngoài cái chuyện men gan tăng cao gì đó, chức năng gan còn bình thường thì anti-HCV dương và RNA-HCV là 10 mũ 6, 10 mũ, nói chung rất là cao. Và bác sĩ cho một cái toa chỉ định điều trị. Thì bác sĩ này cho là đúng rồi, đâu có gì sai đúng không ạ? À? Anti-HCV dương và RNA-HCV chỉ cần dương thôi, không gì cổ cả 10 mũ 6 thì cho cũng một cái toa chỉ định điều trị đặc trị á. Nhưng mà vấn đề là cô này chưa chuẩn bị và cổ chỉ đủ tiền mua nửa tháng thuốc thôi. Cổ mua có nửa tháng thuốc và cổ uống được vài viên thôi, cổ mới uống được vài viên trong cái nửa cái lọ thuốc đó. Thì có một người trong cái ngành của mình là người quen của cổ mới chỉ tới, lại có cái cơ duyên là mình gặp được cái cô này. Thì mình hỏi kỹ cái vấn đề bệnh sử cô này thì cô này chưa từng phát hiện siêu vi C trước đây, cô này chưa từng phát hiện siêu vi C trước đây, và
Theo như cổ nói là hồi trẻ cổ cũng từng đi hiến máu nữa đó. Thì cái chi tiết mà đã được đi hiến máu mà không phản hồi cũng là một cái chi tiết để mình nghĩ là cổ không dây nhiễm, mà cổ không có đi, gọi là không có bị bệnh gì phải truyền máu, tức là không có cái nguy cơ bị nhiễm. Mấy bạn biết trước năm 90 những bịch máu truyền là nguy hiểm lắm ha. Thì cô này không hề có bệnh gì, không có chích chắc, không có truyền máu. Rồi, cô này đã từng đi hiến máu nhân đạo mà không nghe phản hồi. Rồi, chồng cô này đã được kiểm tra không có CVC. Đó, nhưng hỏi kỹ thì cô này gần đây là cổ có châm cứu do đau nhức gì đó, thì đó đi cắt lễ châm cứu gì đó thôi, mà trong thời gian mới chừng 2 tháng nay. Như vậy thì mà đã vậy cổ còn vàng da vàng mắt và men gan tăng nữa. Lúc nãy chúng ta nói rồi ha, CVC thường mãn nó không có triệu chứng đâu, mà nó đột ngột nó dữ dội vậy thường là gì, là nó cấp á, tức là nó mới bị chui vô, nó mới có một cái phản ứng cấp như vậy, chứ nó mãn thì nó êm đềm lắm. Tổng kết hết lại những cái dữ kiện này thì mình thấy cô này có nhiều khả năng là cổ mới bị nhiễm thôi, và cổ đang ở trong một cái phản ứng viêm cấp. Và một cái chuyện rất là thú vị, mấy bạn để ý nha, cái siêu vi C, nếu mà cái phản ứng viêm cấp nó càng dữ dội, nó càng gây vàng da vàng mắt càng ghê gớm á, thì cái khả năng mà nó thải trừ siêu vi càng cao nha, khả năng rất là thành công rất là cao. Chính vì vậy mà thực sự là bây giờ cô này cũng chưa đủ tiền để cô điều trị nữa, cho nên là quyết định là chẩn đoán là theo dõi viêm gan siêu vi C cấp và quyết định là điều trị nâng đỡ, và vẫn khuyến khích cổ là cứ bỏ để dành tiền, tại vì chúng ta biết rồi khả năng thành công nó đâu phải là nhiều, thì phải để dành tiền đi và theo dõi. Nếu mà 3 tháng nữa kiểm tra mà siêu vi C nó vẫn tồn tại thì lúc đó là bắt buộc cổ phải thật sự là cổ phải đặt trị đó. Thì nếu kẹt quá thì kéo dài 6 tháng, nhưng mà nói chung 3 tháng mà không thải ra được thì chắc là thôi rồi, rồi phải chữa rồi đó. Thì tất cả mọi chuyện đã giải thích cho cổ rất là rõ ràng, và cổ bắt đầu quyết tâm là bỏ dành tiền để mà điều trị. Thì rất là may là khi mà điều trị triệu chứng trong vòng một vài tuần đầu và nhất là tháng đầu là thấy cổ đỡ vàng da hẳn luôn nha. Các bạn nhớ là cô này là làm rất là chuẩn, tức là đã loại trừ tắc mật cơ học rồi ha, không sốt không đau, hình ảnh siêu âm tất cả loại trừ tắc mật cơ học rồi, điều trị triệu chứng, và cô này là ơn trời là cổ không không bị suy gan luôn, và triệu chứng cổ là vàng da vàng mắt bớt rất là nhanh, men gan bớt rất là nhanh. Trong tháng đầu thôi là đã thấy phấn chấn rồi, và tới tháng thứ ba, theo dõi tới tháng thứ ba thì tất cả gần như bình thường, chứ chưa hoàn toàn bình thường, gần như bình thường. Nhưng mà lúc này cô này đã chuẩn bị sẵn đủ kinh phí rồi, và cổ cũng lo lắng nên cổ cũng quyết định là bác sĩ cho định lượng để coi có cần điều trị, thì cổ sẵn sàng, cổ đủ tiền điều trị rồi. Thì mấy bạn hình dung chuyện gì xảy ra với cô này, định lượng là dưới ngưỡng, không có con siêu vi C nào để chữa luôn, tức là rõ ràng cô này là viêm gan C cấp. Trước đó là chắc là cổ bị đi châm cứu cắt lễ gì đó là cổ bị dính vô đó, cho nên cổ 3 tháng là cổ đã xử đẹp rồi ha. Thì đương nhiên nó còn cái đuôi phản ứng viêm, cho nên men gan nó còn hơi tăng nhẹ nhẹ đi, nhưng mà không sao, cả tháng sau nữa là coi như mọi thứ trở về bình thường. Thì mấy bạn thấy là qua cái chuyện này rõ ràng là chúng ta cẩn thận khai thác bệnh sử một tí, và chúng ta thấy có bằng chứng là người ta có khả năng là nhiễm, mới nhiễm đó. Mấy bạn chần chừ chờ người ta 3 tháng đi, thứ nhất là để cho người ta đủ tiền để dành, cái thứ hai là biết đâu người ta có cơ hội người ta để dành tiền, mà để dành tiền tiêu cho nó sướng chứ không cần điều trị, bởi vì siêu vi C nó mất rồi, nó tự thải trừ được ha. Và mấy bạn cứ nhớ là những trường hợp nó càng vàng da vàng mắt men gan tăng thì nó càng dễ thải trừ, tức là cái tỷ lệ 40% nó có thể nó rơi vô cái đuôi này đó nè. Còn trung bình thì mình không dám hứa hẹn nhiều, mình hứa hẹn 20% may mắn thôi, nhưng mà cô phần lớn là những cái người có triệu chứng họ sẽ may mắn nha. Rồi, nói chuyện rất là dông dài để mấy bạn nhớ cho một câu là thủ tục đầu tiên là tiền đâu nha, phải thuốc gì thuốc cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân đủ tiền rồi mới bắt đầu điều trị, và đừng có bao giờ ghi toa khi không biết bệnh nhân của mình khả năng đi tới đâu, tội họ lắm luôn á. Rồi, còn cái chuyện tác dụng phụ của thuốc thì không có thuốc nào mà không có tác dụng phụ, nhưng thực tế là mình thấy hầu như những cái triệu chứng người ta liệt kê ra vậy, nhưng mà nó không có đáng kể, tất cả những bệnh nhân họ dung nạp rất là tốt nha. Thì người ta khuyên uống vào buổi sáng, cái lý do mà uống vào buổi sáng là vậy, thì đôi khi nó có hay hơi khó chịu, buồn, hơi buồn nôn, nhức đầu gì đó, con gây mất ngủ đó. Và cái thuốc này là người khuyên uống uống buổi sáng uống trước khoảng 30 phút trước bữa ăn, nhưng mà thật ra cái chuyện hấp thu nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Cái chuyện quan trọng là mấy bạn phải nhắc bệnh nhân là có bệnh gì khai cho hết giùm, để mấy bạn còn thời gian về mấy bạn còn tra cứu, tại vì thuốc nó bị tương tác dữ lắm, thuốc điều trị CVC nó bị tương tác rất nhiều những cái loại thuốc thông thường khác. Tới chừng buổi sau thì chúng ta sẽ dịp đề cập tới ha, và tự mình cũng không phải là giỏi giang gì để biết tất cả cái chuyện tương tác thuốc trên đời này, cho nên chuẩn bị điều trị, chuẩn bị ghi toa cho bệnh nhân thì phải yêu cầu bệnh nhân là liệt kê ra là có bệnh gì và đang sử dụng thuốc gì, để mình còn biết đường mình về nhà mình ra coi nó có tương tác hay không nha, để tránh cái tương tác thuốc khi mình quyết định mình ghi toa. Rồi, còn nếu là người nữ thì
cái thuốc này không có nghiên cứu trong thai kỳ chưa có, cho nên là trong suốt cái quá trình điều trị là không được có thai ha, và phải tránh thai an toàn trong suốt quá trình điều trị. Còn nếu ai mà rủi ro mà cái phác đồ mà phải phối hợp với cái một thuốc là ribavirin á, ribavirin thì cái ribavirin này nó ảnh hưởng lên trứng và tinh trùng rất là kinh khủng, cho nên là chẳng những trong quá trình điều trị mà 6 tháng sau khi ngưng trị nếu có ribavirin thì cũng không được có thai, và chẳng những là cái người nữ không có thai mà cái người nam cũng không được để cho người vợ của mình có thai, tại vì nó ảnh hưởng tới cả tinh trùng nha. Đó. À, thì mấy bạn chú ý, mình thấy trong cái phác đồ của Bộ Y tế, nếu bạn nào mà siêng mà đọc phác đồ thì họ có dùng cái câu là người nam ha, mà có không có chống chỉ định là người nam mà có vợ đang mang thai thì có lẽ là cái người đánh máy họ nhầm, mang thai rồi thì đâu còn chuyện chi mà người ta ở cái tuổi mà người ta có thể có thai đó thì mới sợ đó, là lỡ mà nó cấn bầu trong thời gian người 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 chồng mà sử dụng cái ribavirin nó sẽ gây ảnh hưởng lên tinh trùng ha, và nó sẽ nếu để người vợ có bầu với một cái tinh trùng bất thường vậy thì nó sẽ có khả năng sinh ra những đứa bé không được lành lặn. Nhớ nha, cái ribavirin rất là quan trọng trong thời gian điều trị và 6 tháng. Còn nếu mấy bạn xài DAA thì chỉ cần chú ý phụ nữ không có thai trong quá trình điều trị là được rồi. Thôi, và một cái chuyện nữa là như lúc nãy đã nói rồi là không có thuốc nào để phòng ngừa hết, và cái anti-HCV nó không hề có tác dụng bảo vệ, cho nên là điều trị xong rồi người ta vẫn có thể bị tái nhiễm nếu có những cái hành vi nguy cơ. Cho nên chúng ta thấy đối tượng của chúng ta mà lỡ trong cái đám, nhất là gọi là loi choi lóc chóc đó, có hành vi nguy cơ là chúng ta phải ngăn chặn liền nha. Còn nếu mà chúng ta tiếp cận một cái người là đã yên bề gia thất rồi đó thì chúng ta phải phải kiểm tra luôn một cặp nha, tại vì đã có những cái trường hợp mà không quan tâm chỉ lo điều trị cho bà vợ tốn biết bao nhiêu tiền, sau thời gian đó lại thấy bà xuất hiện trở lại ha, mấy là tái phát hay tái nhiễm, hỏi ra là điều tra tới là ông chồng có mà ông chồng không điều trị, như vậy cũng như không. Cho nên đã điều trị là phải điều trị luôn một cặp ha, hoặc là vợ chồng chính thức hoặc là bạn gì đó trên trên mức bình thường gì đó, thì nói tóm lại chúng ta phải giải thích cho người ta hiểu cái chuyện này là có thể lại bị lây nhiễm trở lại, cho nên là phải điều trị cặp đôi hết ha, nếu có quan hệ, còn nếu không thì phải bảo đảm là quan hệ an toàn nha, chuyện này hết sức là quan trọng. Rồi, đó là chuyện tái nhiễm nếu có hành vi nguy cơ. Cái nữa là vừa nãy nói chuyện cái quả táo mà bị sâu ăn á, khi người ta điều trị người ta có những bệnh nhân là rất tiếc họ họ đến trễ quá đi, khi họ đã bị xơ gan rồi thì chúng ta cũng phải giải thích cho họ là bây giờ bác sĩ chỉ làm được một chuyện là gấp cái con siêu vi C ra thôi, nhưng mà cái gan nó đã bị tổn thương do con siêu vi C thì không cách chi mà bác sĩ trả lại được một cái gan nó đẹp như ban đầu được, cho nên là dù gấp được con siêu vi C ra thì bệnh nhân vẫn phải cảnh giác với một cái gan nó đã bị tổn thương như thế. Mình chỉ cầu mong là đừng bị tổn thương thêm do siêu vi C, mà đã gấp con siêu vi C ra rồi thì cái gan này vẫn phải được cẩn thận theo dõi những cái biến chứng, những cái rủi ro ha, chứ không có nghĩa là trả được một cái gan đẹp như lúc trước. Thì chính vì vậy mình mới nói ngay từ đầu phải giải thích cho người ta hiểu là bây giờ người ta mới F0, F1, F2 thì người ta phải chữa đi, chứ đừng để nó rơi vô F4, mà F4 mà chay si nữa là mất bù rồi thì thôi lúc đó ngậm ngùi ha, tiền tỷ cũng như không, gấp được con CVC ra thì cái gan nó cũng nát rồi đó. Và một chuyện nữa là cũng nói trước nha, cái này không quan trọng lắm nhưng nhiều bệnh nhân ta cũng hay thắc mắc, đã có những cái người họ rất là lạ, họ cứ muốn cái gì trên đời của họ cũng phải sạch sẽ âm tính hết, cho nên có nhiều người họ yêu cầu là điều trị làm sao là coi như là những cái xét nghiệm họ cái gì cũng phải âm tính ấy. Ừ, âm tính có một cái là bác sĩ không hứa là âm tính, đó là anti-HCV. Điều trị có sạch siêu vi C thì anti-HCV nó vẫn cứ còn dương suốt nha, bệnh nhân phải hiểu được, biết được cái chuyện này đó. Rồi bây giờ nói xong xuôi đã đời rồi, bây giờ bắt đầu đặt bút xuống làm gì, kiểm tra lại coi nguyên cái bộ xét nghiệm chuẩn bị để điều trị chúng ta đã sẵn sàng chưa, thì cái bộ xét nghiệm nó gồm có cái gì, phải nhìn lại cái số lượng siêu vi ha, định lượng chính xác số lượng siêu vi. Cái bước thứ hai là xác định chủng, xác định chủng thì mục đích xác định chủng để chúng ta tìm ra nếu 80% nó rơi vô serotype 16 thì chúng ta kiếm được thuốc rẻ cho bệnh nhân thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi sang xài băng serotype tức là phủ hết tất cả nó mất tiền đó thì chúng ta có thể không cần định serotype cũng được. Rồi cái nữa là phải luôn luôn xác định cái tình trạng, những cái xét nghiệm rất là căn bản ha, coi lại và bệnh nhân này có thiếu máu gì hay không, để nhất là cái trong cái công thức mà chúng ta xài có ribavirin đó thì phải lưu ý chuyện này, coi tình trạng thận như thế nào ha, bệnh nhân có biến cố gì thận không.
Rồi, có bệnh rối loạn chuyển hóa kèm theo hay không? Bởi vì siêu vi C nó hay đi kèm lắm ha. Những rối loạn về đường, rối loạn về mỡ và cái nhất là cái bệnh mỡ đó là những cái bệnh cảnh hay đi kèm. Và chúng ta xác định là mức độ phản ứng viêm gan như thế nào. Nguyên một bộ này để xác định là gì? Tình trạng chức năng gan như thế nào. Nếu đã xơ, đó nó còn xơ mấy, xơ nó đã xơ hóa ở mức độ nào, và nếu nó đã xơ gan thì nó đã mất bù hay chưa, để chúng ta quyết định chọn thuốc. Rất là quan trọng. Thì ở đây cái kỹ thuật thì ngoài cái fibro scan thì mấy bạn có thể xài nhiều cái kỹ thuật khác này, ví dụ như ACTi chẳng hạn vậy, tùy cái nơi mà mấy bạn có. Nói chung là bệnh nhân siêu vi C bắt buộc mấy bạn phải xác định mức độ xơ hóa, và nếu chẳng may nó là F4 rồi thì mấy bạn phải xác định là nó là chai ở mức độ nào, chai A ha, còn bù hay là chai BC đã mất bù rồi. Rất quan trọng. Và trước khi điều trị mấy bạn phải tầm soát ung thư ha, bằng cái AFP siêu âm bụng và tầm soát siêu vi B có bị đồng nhiễm hay không nha. Nếu có đồng nhiễm thì chúng ta sẽ có cách xử, chúng ta sẽ nói sau. Và nhớ tầm soát siêu vi B thì chúng ta làm luôn cả bộ ba ha, nhưng bài siêu vi B chúng ta đã nói rồi đó. Rồi, và gì nữa? HIV, tại vì siêu vi C thì cái nguy cơ lây nhiễm của nó rất gần, cái kiểu lây lan của nó thường hay có những cái quan hệ không an toàn gì đó, thì siêu vi C chui được thì HIV nó cũng có thể theo đường đó nó chui được nha. Còn siêu vi B thì cũng có thể là nó đồng nhiễm, nhưng mà siêu vi B xứ mình đó thì hay nằm ở cái chuyện là gì, là mang mãn tính nhiễm từ hồi nhỏ ha, rồi lớn lên lại lộn xộn gì đó bị dính thêm con siêu vi C vô thì có. Nhưng mà siêu vi C với HIV thì thường là nó đi cùng một lúc trong một cái hành vi nguy cơ gì đó, cho nên luôn luôn chúng ta phải test HIV và tham vấn rõ ràng trước khi test. Và cái cuối nữa là gì, nếu là nữ thì chúng ta đã nhớ là biểu người ta tránh thai, nhưng trước đó chúng ta phải có bằng chứng là gì, là người ta chưa có thai để mình ghi toa nha. Thì đó là tất cả những cái căn bản 11, cái này đánh số thứ tự cho mấy bạn nhớ luôn, là mấy bạn phải phải bảo đảm đủ trước khi bắt đầu mấy bạn ghi toa nha. Tức là sau cái phần tham vấn nói năng thì mấy bạn coi lại cái bộ hồ sơ chúng ta đã đủ những cái dữ kiện này chưa. Rồi sau đó thì lúc là chúng ta bắt đầu quyết định ghi toa, thì quyết định chọn thuốc gì, thời gian điều trị bao lâu nha, trong khi điều trị chúng ta theo dõi cái gì, rồi đánh giá hiệu quả điều trị như thế nào, rồi khi nào điều trị thành công rồi thì nói lời từ biệt không, hay là còn phải theo dõi gì nữa. Chúng ta biết chuyện siêu vi B nó chuyện dài nhiều tập lê thê đó, thì siêu vi C có như vậy hay không, và chúng ta sẽ nói trên những cái đối tượng đặc biệt, và tất cả những cái chuyện đó thì chúng ta sẽ nói trong cái buổi ngày hôm sau nha. Rồi cái bài siêu vi C thì tương đối là nó ngắn hơn đó, cái phần trình bày mình tới đây là hết. Hôm